Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm dung dịch vệ sinh Solia trà xanh trầu không. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về dung dịch vệ sinh Solia trà xanh trầu không cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của dung dịch vệ sinh Solia trà xanh trầu không Nước tinh khiết, glycerin, chiết xuất lá trầu không, chiết xuất trà xanh, vitamin B5, natri lạc tất, natri chlorua. Công dụng và chỉ định Rửa sạch dịu nhẹ, ngăn ngừa vi khuẩn và sự phát triển của nấm ngứa. Viêm nhiễm phụ khoa Duy trì độ pH lý tưởng giúp da vùng kín luôn mềm mại thoải mái, duy trì độ ẩm và làm giảm khô rát, khử mùi hiệu quả. Sản phẩm hợp với mọi lứa tuổi không phân biệt giới tính. Cách dùng, liều dùng Nếu bị viêm nhiễm, nấm ngứa, dùng sáng tối 2 lần một ngày. Nếu không viêm nhiễm dùng buổi tối trước khi ngủ. Dùng hàng ngày vào buổi tối. Chống chỉ định quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm dung dịch vệ sinh Solia trà xanh trầu không. Đồng thời biết cách sử dụng dung dịch vệ sinh Solia trà xanh trầu không, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, Hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Phàm.